Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Khói Châu về công tác bầu cử và công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Khói Châu, thực hiện nhiệm vụ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đến nay trên địa bàn huyện, các bước trong quy trình bầu cử được triển khai đảm bảo đúng quy định kế hoạch đề ra. Tại 193 tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo sẵn sàng các điều kiện cho ngày bầu cử 23 tháng 5. Các khu vực thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 đã xây dựng phương án cụ thể, tạo thuận lợi để các cử tri vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, vừa đảm bảo phòng chống dịch. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, tính đến ngày 22 tháng 5, trên địa bàn huyện ghi nhận 19 trường hợp mắc COVID-19. Thời gian qua, huyện đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, huyện đã kiểm soát được tình hình dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Khói Châu trong phòng chống dịch COVID-19 và chuẩn bị bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Khói Châu cần tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, nhân dân, tình hình cơ sở, triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Trong ngày bầu cử, các địa phương trên địa bàn huyện phải thực hiện nghiêm các phương án đã xây dựng để đảm bảo an toàn ngày bầu cử cũng như đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Huyện đẩy mạnh tuyên truyền để các cử tri yên tâm tham gia bỏ phiếu, bầu cử đầy đủ. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong điều kiện giãn cách phòng chống dịch. Vì vậy, huyện cần cấp phát bổ sung danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử cho các tổ bầu cử, niêm yết để cử tri tiện theo dõi. Tiếp tục rà soát lại phiếu bầu, biến động của cử tri, đảm bảo quyền công dân, đồng thời truy vết các đối tượng tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 mới được công bố để chủ động các biện pháp phòng dịch, cũng làm thủ tục bầu cử đảm bảo theo luật định. Các tổ bầu cử phát huy tinh thần trách nhiệm hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, chuẩn bị các cabin để cử tri giãn cách khi bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đi kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử của thị trấn Khói Châu và xã Đông Kết. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đã động viên tặng quà cho các tổ bầu cử và mong rằng các tổ bầu cử tập trung làm tốt nhiệm vụ trong ngày bầu cử để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra và động viên tổ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 của xã Đông Kết và thăm mô hình trồng nhãn của xã. Đồng chí mong rằng chốt kiểm dịch làm tốt nhiệm vụ, góp phần phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Huyện Khói Châu cần tiếp tục hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho nhãn, cũng như có phương án tiêu thụ nhãn cho nông dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội.